Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippê, Bartolomeo, Matthêu, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, Thầy Giêsu gọi và chọn 12 tông đồ không chỉ là những người học trò nhỏ lắng nghe Thầy, nhưng trở nên người bạn hữu với Thầy. Người bạn hữu tiếp tục sứ mạng của người khi mang nhiều hoa trái trong sứ vụ đem tin mừng cho nhân gian. Đó là sứ vụ đem ánh sáng cứu độ mà Chúa Kitô được ủy thác khi người đến thế gian. Chúa Giêsu gọi các môn đệ: các anh em hãy theo Thầy, một lời mời gọi lên đường. Hãy gắn bó với Thầy và chia sẻ thao thức của Thầy. Lên đường cùng Thầy, chung tay gánh vác sứ vụ mang ánh sáng tình yêu cứu độ. Người môn đệ theo Chúa bỏ lại cái an toàn êm ấm bên gia đình, bên vợ con như Phêrô, êm ấm bên nghề nghiệp trong khoang thuyền, cạnh người cha đang vá lưới như trường hợp của Giacôbê và Gioan, chấp nhận ra khơi, bóc mình ra khỏi khung cảnh sống quen thuộc để có thể đi đến mọi nhà, gặp mọi người trong sự tận tụy chu toàn sứ mạng loan báo nước Thiên Chúa. Sự từ bỏ như vừa nói chắc hẳn đã xảy ra nơi tông đồ Simon và Giuđa mà chúng ta mừng kính hôm nay, để rồi các ông mới có cơ hội ở bên Thầy Giêsu và được Thầy chọn làm tông đồ tiếp tục sứ mạng của Thầy, để muôn dân được cứu độ, là được chính Chúa là nguồn sự sống, ân sủng, bình an, vui mừng và hạnh phúc. Trong cuộc sống hàng ngày, Thiên Chúa vẫn gọi mỗi người chúng ta trở nên môn đệ, bạn hữu trong bất cứ vị trí nào của cuộc sống. Người linh mục, tu sĩ, làm môn đệ có ơn gọi thánh hiến cuộc sống cho sứ mạng, là bạn hữu và là người môn đệ đem ánh sáng tin mừng cho anh chị em. Người tín hữu Chúa Kitô trong bí tích thánh tẩy, chúng ta được trao một ngọn nến cháy sáng. Ánh sáng đó theo thời gian trở nên sáng rực trong tinh thần nghe tiếng gọi và từ bỏ bước theo. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương các tông đồ Simon và Giuđa mà giáo hội mừng kính hôm nay, luôn biết hăng say dấn thân phục vụ Chúa qua việc loan báo tin mừng trong môi trường và hoàn cảnh sống của chúng con,
để anh chị em được đón nhận Chúa trong niềm vui và hạnh phúc bất diệt. Amen.